chào quý cô chú, anh chị và các bạn đang theo dõi Phong thủy Tam Nguyên. Lời đầu tiên cho phép diện đàm xin được gửi tới tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe và một lời chào thân thương nhất. Trong phong thủy thì có một câu nói rất là hay, đó là trạch dĩ môn vị cát hung, lộ vị trợ môn hướng biện. Câu này có ý nghĩa, đó là nhà ở thì lấy cửa làm lành giữ, đường đi là phụ trợ và hướng cửa nhà thì phải phân biệt. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng cửa lớn hay còn gọi là miệng khí đóng một vai trò rất là quan trọng trong tổng thể cách cục của một ngôi nhà. Và đó cũng chính là lý do ngày hôm nay Phong thủy Tam Nguyên quyết định sẽ làm một video để nói rõ về chủ đề cửa lớn trong ngôi nhà, những lưu ý khi mà chúng ta xây dựng cũng như là thiết kế cái cửa này trong toàn bộ ngôi nhà sao cho hiệu quả và mang lại một cái không gian ấm cúng cũng như là hạnh phúc, cuộc sống hanh thông nhất. Và ngày hôm nay đồng hành cùng với Phong thủy Tam Nguyên xin được giới thiệu chuyên gia phong thủy Đức Trung. Xin chào bạn MC, xin chào đến các quý vị anh chị và các bạn theo dõi video ngày hôm nay. Anh Đức Trung chắc chắn là một gương mặt không còn xa lạ so với tất cả các quý khán giả của Phong thủy Tam Nguyên rồi đúng không nào? Và ngày hôm nay thì anh Trung sẽ cùng với diện đàm sẽ đi tìm hiểu và khám phá một số những cái lưu ý khi mà chúng ta nói về cái phong thủy đại môn ạ. Anh ơi, lúc nãy thì em có đề cập tới cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, đó là về mở cổng cửa. Vậy thì theo anh, cửa lớn hay còn gọi là đại môn thì tại sao chúng ta lại ví cửa lớn giống như là cửa miệng nạp khí cho căn nhà ạ? Ngay từ cái câu hỏi mà chúng ta đã có thể có một cái lời giải đáp ở bên trong rồi đúng không ạ? Chúng ta nói cửa chính hay còn gọi là đại môn đúng không ạ? Tức là đại tức là lớn đúng không ạ? Môn tức là cửa lớn ở trong nhà ấy. Ý ở đây người ta cũng nói liên quan đến cái việc cửa chính của ngôi nhà hoặc liên quan đến phần cổng. Liên quan phần cổng. Thế thì cái việc mà đối với một ngôi nhà nó là một không gian có sự khép kín đúng không ạ? Vậy thì cái việc trong phong thủy người ta ứng dụng đến cái yếu tố đó là thu được cái vượng khí và tài khí để mà ngôi nhà trở nên vượng khí hơn. Đấy, và tránh những cái yếu tố liên quan đến xung khí và sát khí. Vậy thì những cái yếu tố về vượng khí hay tài khí hay sát khí đến từ đâu? Nó sẽ đến trực tiếp từ phía cửa ngôi nhà. Hay cái việc mà chúng ta di chuyển qua lại ngôi nhà nó tạo ra cái dòng khí thu ra nạp vào đúng không ạ? Hay là ngày xuân ngày Tết thì cái việc chúng ta đến sông cửa hay chúng ta đến sông nhà thì đi từ đâu? Đi từ cửa chính chứ không ai đi từ cửa phụ cả đúng không ạ? Do vậy rằng là về cơ bản là đại môn hay là cửa chính chính là cái nơi mà điểm nạp khí để thu những yếu tố về tài lộc hay là ngôi nhà cho căn nhà. Thì cái đại môn hay là cửa chính cũng chính là cái căn cứ để người ta xác định cái hướng nhà. Bởi vì trong phong thủy chúng ta nói rằng là hướng nhà là bước mặt ra khỏi cửa, mặt mình nhìn thẳng ở đâu thì đấy chính là hướng. Thì trong nhà thì nó có, dĩ nhiên nó có nhiều cửa đúng không ạ? Nó có cửa chính và cửa phụ. Đấy, thì cái việc người ta xác định hướng nhà là xác định thông qua hướng của cửa chính. Đấy, thì cũng tương tự như thế, thì trong cái việc trong ngôi nhà có vợ có chồng thì kể cả người chồng mà có kiếm tiền ít hơn người vợ kiếm tiền nhiều hơn người chồng, nhưng mà trong nhà chồng thì vẫn là chồng và người vợ thì vẫn là vợ, trách chủ người ta vẫn coi là người chồng. Tương tự thế, ngôi nhà thì cửa phụ có đi nhiều hơn cửa chính chăng nữa, thì nhưng vai trò của cửa chính, thì vẫn là cửa chính, và cửa chính là căn cứ để người ta xét tất cả các điểm liên quan nạp khí, rồi người ta căn cứ từ hướng nhà đấy xác định từ cửa chính ấy, người ta xác định các cái điểm tâm sát ở trong nhà. Và đây cũng chính là cái nơi mà nạp cái luồng vượng khí hay là cắt khí, hay cũng xung khí hay là cái tạp khí nó cũng đến từ cái đại môn này. Do đó nếu như trong cái việc phong thủy mà người ta khai môn mở cổng đúng vào cái vị trí cắt lành thì nó mang lại nhiều tài lộc. Còn nếu như mở sai thì cũng mang lại nhiều hung họa. Thì đó là một trong những cái điều rất quan trọng. Đồng thời trong cái thuyết tam dương, dương trạch tam yếu thì người ta cũng nói ba cái thành tố, ba yếu tố quan trọng trong một ngôi dương cơ, đó là môn, chủ và tài. Thì môn là cái đại môn, là cái yếu tố đầu tiên. Và đó cũng là một vài những cái vai trò rất là quan trọng của đại môn trong phong thủy nói chung đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì tới đây em cũng có một cái thắc mắc như thế này. Chúng ta cũng biết thì nhà ở thì cũng chia làm nhiều các cái dạng khác nhau đúng không ạ? Nhà ở thì chúng ta có nhà vườn này và nhà mặt phố. Nhà mặt phố thì đôi khi là cái diện tích của nó khá là bé đúng không ạ? Thì chúng ta không có quá nhiều cái lựa chọn khi mà chúng ta sắp xếp cái vị trí của đại môn. Thế nhưng mà những cái ngôi nhà mà có một cái diện tích rất là rộng thì đôi khi nhiều gia chủ rất là đau đầu trong việc là phải lựa chọn cái nơi để chúng ta khai môn. Vậy thì tới đây thì anh có thể chia sẻ cho em cũng như là tất cả các khán giả đang theo dõi video ngày hôm nay về cái vai trò của việc khai môn ở trong phong thủy đúng không ạ? Cái yếu tố liên quan đến việc mở cổng thì nó cũng căn cứ dựa trên yếu tố về cách cục thực tế của thửa đất. Ví dụ như là đối với những ngôi nhà mặt phố mặt tiền chẳng hạn, diện tích được có 5m hoặc nhỏ 5m đi, thì làm gì lấy đâu ra nhiều yếu tố vị trí mà chúng ta khai môn mở cổng được đúng không nhỉ? Mà trong đó cái cổng để mà ô tô nó đi ra đi vào thì nó cũng cần phải là lớn rồi đúng không ạ? Ít nhất là hơn 3m. Vậy thì những ngôi nhà mà mặt tiền mà nó tầm khoảng 5m hoặc dưới 5m thì chắc chắn một điều nó chỉ có mỗi một cái vị trí là cổng thẳng với cửa nhà. Mà nếu như chẳng hạn ngôi nhà mà
tận dụng cái hết vị trí đất thì thậm chí nó không có cổng luôn, mà tức là cửa nó giáp đường luôn á, chỉ có một cái cửa mà cửa xếp hoặc cửa cuốn mở ra và có một cái gara ô tô để mà ga để xe nó đẩy vào. Còn nếu trường hợp mà người ta dập lại khoảng 3 đến 5 mét chẳng hạn để làm một khoảng sân thì cái cổng chắc chắn nó thẳng với cửa nhà rồi. Đấy là nhà mặt phố. Còn đâu là những ngôi nhà mà ở quê thì người ta có đất rộng, đúng không ạ, vài trăm mét vuông, thậm chí là vài hecta mà người ta quy hoạch, chính xác. Người ta quy hoạch thì đặc biệt cái việc mà mở cổng đâu rất quan trọng. Nếu mà vài trăm mét vuông thì thường nó là đất ở thôi. Còn đâu rằng là vài nghìn mét vuông, thậm chí là vài hecta thì liên quan đến những cái công trình, ví dụ như là nhà máy, nhà xưởng hoặc là nơi sản xuất. Thì cái việc mà đặt cái cổng khai môn ở đâu đối với cái khu nhà xưởng, nhà máy đấy lại càng quan trọng hơn. Tại vì sao? Tại vì cái việc đó là như Đức Trung nói, cái việc mà khai môn mở cổng ở đâu để mang yếu tố thu vượng khí cho cả cái ngôi nhà đấy. Đấy. Thứ nhất ở đây cái việc ví dụ như là trong ngôi nhà thì cái việc mở cửa chính ra vào, đấy, tức là cái việc mà mở cửa đặt bên trái hay bên phải của cái mặt tiền để mà thu cái luồng vượng khí vào, thì từ cái việc đấy nó sẽ bố trí ra được công năng hành lang bên trong nhà như thế nào, trục khí, cầu thang hay là cái điểm hành lang đi lại, nó cũng từ cửa mà ra cả. Thế thì trong cái việc những ngôi nhà mà cái việc đầu tiên là mở cửa đi, đặc biệt những ngôi nhà mặt tiền lớn, nó khoảng 10 mấy mét, thì cái việc mở một cái cửa một diện tích khoảng hơn 2 mét thì nó đặt ở cái vị trí nào ở trong mặt tiền, bởi vì cái mặt tiền nó như thế này, tôi đặt ở đây, thì nó đều có những cái lý do, đều có những nguyên tắc cả. Mà nếu như đặt vào cái nơi mà nó thu được cát khí và ít nhất là không làm sao thì còn ổn các thành viên trong gia đình. Nhưng nếu mà đặt vào cái nơi mà hung sát thu vào cái sát khí thì vô tình là các thành viên trong ngôi nhà là bị ảnh hưởng. Đấy là chúng ta xét cái chủ thể đang xét là các thành viên trong gia đình ở trong ngôi nhà đó. Vậy thì rộng hơn một chút là chúng ta đất mà rộng thì cái ngôi nhà nó đặt ở trên đất, chúng ta cũng cần phải quy hoạch tính toán đến cái vị trí đặt ngôi nhà. Và từ đấy còn lại sẽ là cái khu vực mà để bao quanh tường, sau đó tìm một cái vị trí để chỗ cổng. Thì cái việc đối với đất mà rộng nhá, đất mà rộng thì dĩ nhiên cái việc chỗ cổng thì nó phải căn cứ theo cái gì? Nó theo cái trục giao thông. Đấy, giao thông đường đi ở đâu thì người ta mới mở cổng được đấy, đúng nhỉ? Chứ nếu mà thuận tiện cho cái việc đi lại nữa. Đúng, thuận tiện việc đi lại thì ngay từ ban đầu cái việc như này thì nó phải tính toán rất kỹ của một người phong thủy sư hoặc là của một kiến trúc sư cao cấp. Đó là đất của tôi rộng như thế này nhá, thì bây giờ tôi phải đặt, tức là ngay từ ban đầu người ta phải phân kim lập hướng liên quan đến việc đặt ngôi nhà nó tọa hướng ra làm sao trên khuôn đất đấy. Vị trí còn lại sẽ là chỗ cổng, bởi vì rằng là cái cổng đấy thì cả một cái tuyến đường đi như này thì tôi chỉ có thể chỗ cổng được cái mặt này thôi. Cái mặt này nó tiếp giáp hai bên thôi, vườn tược nhà người ta, hàng xóm, chỉ có một trục đường đi như này. Nhưng mà cái trục đường này, cái mặt cái khuôn đất nhà người ta rộng thì tôi có thể chỗ đây. Đấy, thì bây giờ hạn cái vị trí chỗ ở đây mà so với cái ngôi nhà thì nó bị hung sát, do đã phải tính toán vị trí khác. Chưa nói đến cái việc nó phải phân kim lập hướng rồi là xác định hướng nhà hợp. Do đó là nó phải phối nhiều cái yếu tố, chứ không phải chỉ đơn giản là cái việc là thích đặt đâu cũng được. Chứ nếu như thế thì Phong Thủy Tài Nguyên, một công ty kiến trúc, lại quá đơn thuần rằng là tôi cứ vẽ cho anh chị một cái nhà, về để anh chị thích xây như nào thì xây, nó không phải như thế. Do đó ở trong cái bộ hồ sơ phong thủy mà Phong Thủy Tài Nguyên có tư vấn á, thì nó có một cái hạng mục rất quan trọng, đó là cái mặt nó gọi là hồ sơ quy hoạch đại cục. Tức là trong đó sẽ hướng dẫn chi tiết cho tất cả quý gia chủ. Chính xác, cái hồ sơ quy hoạch đại cục ấy, nó là có cái phần liên quan quy hoạch khuôn đất. Mà cái khuôn đất đấy giống như trên sổ đỏ ấy, mà chúng ta vẫn có ấy. Sau đó thì trên đấy tính toán việc khai môn lập hướng, cái việc phân kim lập hướng là đặt cái nhà ở đâu trên đấy này. Cách phần tường này bao nhiêu mét, cách tường sau bao nhiêu mét, cách tường trái, tường phải bao nhiêu mét là được thể hiện trên đó. Chỗ này đặt nhà, chỗ còn lại sẽ là gara ô tô hoặc là cái lán tre, hoặc là sân vườn, hoặc đá ao, đúng không ạ? Khung gian còn lại sẽ là sân vườn, rồi là có thể là tiểu cảnh xung quanh, rồi là cái cổng sẽ trổ vị trí này. Do vậy cái cổng mà trổ vị trí này thì nó có lý do cả, chứ không phải là tự dưng mà đặt ở đó. Bởi vì rằng là cái ngôi nhà nó tọa hướng như thế này, tọa đây hướng đây thì tôi chổ cổng ở đây được. Nhưng nếu ngôi nhà tôi tọa đây hướng đây, chổ cổng đây là chết. Đấy. Do đó rằng là phải quy hoạch rất là kỹ. Đấy. Thế nhưng mà đấy là đối với những gia chủ mà chúng ta đang tìm một cái hướng để chúng ta mở cổng cửa. Vậy còn cũng khá là nhiều khán giả hỏi rằng nếu mà đã chót lỡ làm sai, làm chưa đúng thì có cái hướng giải quyết nào hay là có cách nào để hóa giải hay là hạn chế những cái lỗi sai đấy không ạ? Thực tế thì trong cái quá trình mà Đức Trung và Thầy Tam Nguyên đi khảo sát thì gặp rất nhiều những gia chủ trong cái trường hợp đó là coi nhà thì ok, không phạm gì nhiều, nội cục không phạm gì nhiều, phần bài trí bên ngoài, tức là phần trung cục bên ngoài, bao quanh tường thì cũng không có phạm gì nhiều, sân vườn tiểu cảnh không có phạm gì nhiều, nhưng đặc biệt cái vị trí cổng lại phạm rất sát. Đặc biệt vị trí cổng, mà cái vị trí đấy nó khiến cho gia chủ như nào, đó là có thể là có tài vượng nhưng mà nhân đinh trong nhà không có luôn. Đấy, nó ảnh hưởng, nó có thể ảnh hưởng đến tài hoặc nó có thể ảnh hưởng đến nhân. Đấy, tức là ngôi nhà đấy thì
phát tài vào vận thì phát tài rất tốt, nhưng mà không có con trai. Ngôi nhà nó không có con trai. Rất nhiều những hoàn cảnh gia đình, hoặc là ngôi nhà đấy thì con cái thì đề huề nhưng mà kinh tế không bao giờ phát lên được, hoặc thậm chí là ốm đau. Nó bởi vì do cái cổng, mà trong quá trình mà khảo sát mà Đức Trung và Thầy Thái Nguyên có tư vấn để xoay lại cái cổng sang vị trí khác thì đã thay đổi rất nhiều. Từ đấy là có nhiều cái yếu tố may mắn hơn, hoặc là tin vui trong gia đình chẳng hạn. Thì đấy là một trong những cái quan trọng của việc khai môn mở cổng mà các gia chủ cũng cần phải chú ý. Thì nhân tiện đây thì Đức Trung cũng sẽ trao đổi đến các quý vị một số những cái nguyên tắc quan trọng trong việc khai môn mở cổng mà chúng ta cần phải tránh. Để mà nói đến cái việc khai môn mở cổng vào cái phương là vượng thì về cơ bản lý thuyết thì chúng ta không thể nào mà đưa ra một cái lý thuyết trên đây được. Đức Trung có đưa ra một tràng khẩu quyết về cái việc khai môn mở cổng vượng, ví dụ theo thủy pháp lập hướng rồi là thủy pháp khai môn, thì các quý vị cũng không có tìm được cái ứng dụng, bởi vì không phải là cứ lý thuyết đây chúng ta đặt ra được mà còn phải liên quan đến quy hoạch thực tế, quy hoạch thửa đất cơ. Chính xác, mà cái việc này chúng tôi cần phải dựa trên tọa độ GPS nếu như khảo sát từ xa, hoặc là phải đi khảo sát trực tiếp. Nhưng những ngôi nhà mà đang ở hiện tại chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra, tức là check lại xem là cái cổng nhà mình mở đã đúng hay chưa. Thông qua cái việc chúng ta hoàn toàn có thể lấy một cái khẩu quyết ở trong phong thủy gọi là khẩu quyết long sinh bát sát để chúng ta tính toán. Nếu như phạm phải cái trường hợp sát này thì chắc chắn một điều trong nhà đấy tôi không cần phải phân tích nhiều nữa, thì cái ngôi nhà đã có chuyện rồi, tự các quý vị tự có thể kiểm chứng được. Một số những cái sát, những cái sát sau chúng ta cần phải chú ý theo cái tọa hướng ngôi nhà này. Trong khẩu quyết về long sinh bát sát người ta có nói đó là gì? Khảm long khôn phố trấn sơn hầu, tốn kê cản mã đoài xà đầu, cấn hổ ly chư vi sát diệu, phạm vi mộ trạch bất tỳ hưu. Tức là như thế nào? Tức là đối với những ngôi nhà mà có tọa khảm thì không được khai môn mở cổng ở cái vị trí đó là phương thìn, tức là phương đông nam, xét từ tâm của ngôi nhà đó. Do vậy đây là một trong những cái khái niệm mới mà các quý vị cần phải chú ý trong cái việc thế nào là cổng, thế nào là cửa. Bởi vì chúng ta cứ nói là, tôi thấy đặt rất nhiều câu hỏi đó là gì? Đó là thầy ơi em sinh năm tương đây thì cái cổng em phải hướng gì? Thì nó rất chung chung. Nó chung chung lắm mà nó sai ấy, nó sai nguyên tắc luôn ấy. Thầy ơi em sinh năm tương đây thì em mở cổng hướng gì, hay là em hướng gì hợp, hay là bếp em hướng gì, bàn thờ em hướng gì, cổng em hướng gì. Nói về hướng nhà thì chúng ta có thể nói được, tức là em sinh năm tương đây em ở nhà hướng nào hợp thì ok còn tư vấn được. Chứ cổng nó không có khái niệm về hướng cổng. Cổng thì người ta nói đến vị trí của cổng, tức là tính từ tâm của ngôi nhà đến cái cổng đấy nó vào cái vị trí nào. Mà nếu như nó phạm phải cái yếu tố sát trong long sinh bát sát thì đấy là một cực kỳ nguy hiểm. Như chúng nói đúng không ạ? Đó là tọa, người ta nói là khảm long đúng không ạ? Theo khẩu quyết long sinh bát sát, khảm long tức là ngôi nhà mà tọa khảm hướng ly, tức là tọa bắc hướng nam, thì cái cổng mà mở từ phương thìn tức là phương đông nam thì đấy là sát long. Sát đây là do yếu tố về ngũ hành khí các phương nó có sự xung đột với nhau mà nó gây ra sự ảnh hưởng. Đó, rồi là khôn thố tức là nhà tọa khôn mà hướng cấn mà có cái cổng mở ra từ cái phương mạo tức là phương chính đông thì đấy là một trong những cái sai. Hay là trấn sơn hầu tức là nhà tọa trấn hướng đoài tức là tọa đông hướng tây mà có cái cổng mở vào từ cái phương thân đấy, hầu là khỉ mà khỉ là thân tức là phương tây nam thì nó bị phạm sát. Tương tự thế, những cái trường hợp như vậy chúng ta có thể luận ra cái vị trí mà chúng ta cần lưu ý đúng không? Chính xác. Ví dụ đây là một cái thửa đất, đây cái nhà tôi đặt đây. Đấy, mà cái cổng chỗ phương này tính từ tâm ngôi nhà ra đây nó bị phạm sát là dính trưởng. Đấy, thì các quý vị cứ kiểm tra xem nếu như ngôi nhà chúng ta mà đang bị phạm bởi yếu tố sát đó thì trong nhà kiểu gì có chuyện tổn hao tài sản, tổn hao nhân đinh, hoặc là vượng cái này nhưng mà lụi cái kia. Đấy, do vậy cái trường hợp này chúng ta cần phải có cái phương án để mà xử lý. Thì thực tế mà nói bảo bây giờ chủ cổng đến chỗ khác thì còn tùy xem là đất còn không. Đất còn không, nếu mà đất mà tiếp giáp hết rồi thì cũng chuyển cũng khó. Nhưng mà nếu mà đất vẫn còn thì phải tính đến phương án trổ lại cổng thôi, chứ không biết làm nào được cả. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái tầm quan trọng của cái việc là phải nghiên cứu thật là kỹ. Rất quan trọng. Vâng, và phải tìm hiểu một cái đơn vị kiến trúc phong thủy nào đó để có thể đưa ra được một cái lời khuyên đúng đắn cho tất cả quý gia chủ trước khi mà chúng ta mở cổng cửa đúng không ạ? Chính xác. Để tránh cái việc là phải sửa chữa này hay là thay đổi vị trí về sau rất là phiền phức. Đúng rồi. Chứ bởi vì rằng là nếu một công ty kiến trúc thông thường thì người ta vẽ một cái nhà về gia chủ muốn xây nào cũng được thì nó chỉ là bố trí nội cục bên trong thôi. Nhưng một công ty phong thủy phải tính toán về yếu tố về khai môn. Bởi cái nhà mà có đẹp đến mấy nhưng khai môn mở cổng sai, tức là thu nạp sát khí cho cả cái nhà đấy sai là cả cái nhà đấy hẹo rồi. Chứ chưa nói việc thành viên sống trong nhà đấy, đúng nó rồi. Xấu rồi mà, đúng không? Đôi khi là chúng ta cứ thắc mắc là tại sao mà ở mãi mà chúng ta không thể nào mà gặp được nhiều những cái thành công hay là gặp được nhiều vượng khí đúng không ạ? Nhiều người còn kêu là từ khi em làm cái nhà này xong bao nhiêu tiền tài mất hết ạ. Nó cũng có thể đến từ lý do đó. Rất là nhiều nguyên nhân. Có thể đến từ lý do đó. Và xin cảm ơn tất cả những cái lời chia sẻ vừa rồi của anh Đức Trung ạ. Và quý vị thân mến, giống như lời chia sẻ vừa rồi của anh Trung, thì khi mà chúng ta xây dựng một ngôi nhà nói chung hay là cụ thể ở đây đó là chúng ta mở cổng cửa
thì hãy chú ý đến rất là nhiều những yếu tố. Và để có thể có cho mình một quyết định đúng đắn thì quý cô chú, anh chị và các bạn cũng nên tìm hiểu thật là kỹ và tham khảo ý kiến, nhận xét cũng như là một vài những cái lưu ý từ các phía các đơn vị chuyên gia phong thủy uy tín. Và hy vọng rằng Phong Thủy Tam Nguyên sẽ là nơi để đồng hành cùng tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn để có thể đưa ra cho mình được một cái lựa chọn chính xác nhất. Và hy vọng rằng những thông tin vừa rồi của Phong Thủy Tam Nguyên cung cấp sẽ giúp cho quý cô chú, anh chị và các bạn có thêm một chút kiến thức và an tâm hơn khi mà chúng ta đưa ra những quyết định. Hãy đón xem những video tiếp theo của Phong Thủy Tam Nguyên để có thể hiểu rõ hơn về một vài những cái chủ đề liên quan đến kiến trúc phong thủy cũng như là phong thủy nói chung. Và xin cảm ơn anh Trung rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian đến với Phong Thủy Tam Nguyên. Xin cảm ơn bạn. Và quý cô chú, anh chị và các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Phong Thủy Tam Nguyên để có thể cập nhật những video mới nhất mà Diện Đàm cũng như là Phong Thủy Tam Nguyên sẽ mang đến trong những lần sau. Còn bây giờ, Diện Đàm và Đức Trung xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại. Vâng, xin chào các quý vị anh chị, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.